Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Đâu chỉ là người chồng hết mực chiều chuộng vợ, Trấn Thành còn là nam nghệ sĩ có sự nghiệp thành công nhất nhì làng giải trí Việt. Có ông xã vừa tài vừa giàu có, Harry Won chắc sẽ phải tự hào và kiêu hãnh lắm, xem phản ứng của cô sau một ngày đồng hành cùng chồng đi ra mắt phim điện ảnh bố già là đủ hiểu. Chuyện là sau khi xuất chiếu phim cuối cùng trong ngày ra mắt kết thúc, Harry Won đã tự di viên trên trang cá nhân. Cô cho biết Trịnh Thăng Bình đã phải thốt lên rằng, hôm nay xin làm tôi phải nói hai từ, tự hào. Ngay lập tức nữ ca sĩ liền chứng minh vị thế là, nóc nhà, khi đáp lại, vậy lắng nghe hai từ của chị nè, chồng tao. Cô nàng còn tự hào khi được chấn thành thưởng nóng một nụ hôn tình cảm sau câu nói này. Đặc biệt hơn, mặc dù không có mặt tài thảm đỏ ra mắt nhưng bên dưới chia sẻ của Harry Won, anh Đức cũng hưởng ứng, chuẩn phần chốt hạ không thể ngắn gọn hơn của anh Đức khiến bà xã chấn thành vô cùng thích thú, vậy thôi chứ nói gì nữa anh ơi. Sướng nhất Harry Won, vừa có chồng giàu, được yêu chiều lại còn luôn khiến cho vợ tự hào. Chính vì vậy cô nàng phải khẳng định chủ quyền ngay và luôn đây. Anh Đức cũng có động thái ủng hộ bạn thân và tán thành khi Harry Won khẳng định chủ quyền. Là người bạn vô cùng thân thiết với Chấn Thành, tuy nhiên anh Đức đã không thể góp mặt tại buổi ra mắt phim bố già. Harry Won và Trấn Thành là cặp đôi hot nhất trên thảm đỏ hôm qua, ngày 4 tháng 3.